Một vị Phật Pháp mãi soi sáng nhân thiên, luân đồ hướng thái bình, muôn người sống lạc nghiệp, mẹ cha và thầy tổ khuyên cùng sanh được hạnh phúc dài lâu, hiểu bình dứt khổ sầu, ngày ngày vui tu tập tinh tiến trong đạo màu, nhân tâm cầu giác ngộ. Hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Mà Bích Hà dạ. Đây là chương trình Phật Pháp Bích Hà Thăm Má trên Bao Thóp mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối. Giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. Giờ New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng. Madrid từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ hai, ngày 10 tháng 8 năm 2020, Phật lịch 2564, đề tài hôm nay giáo trình Phạn ngữ Bali, Tỳ kheo Giác Đẳng biên soạn bài 1, lễ Phật cách phát âm sẽ do Ngài Tề Siêu giảng giải. Và Tề Siêu và Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải, mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo chúng con. Thành kính đảnh lễ cung thỉnh thường tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con thấy bàn tay của Đại Đức, của Ngài Tề Siêu. Dạ, vậy chúng con có thỉnh thường tọa Minh Hạnh không hay là để Ngài cầm mít ạ? Cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, con kính dân mít đến. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa một tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại tại đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn quý vị cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con thấy câu trác của Ngài. Dạ, con xin phép được cho con giải thích một tí xíu ạ. Dạ, không sao đâu, bạch Ngài, tại con
con thỉnh thượng tọa Minh Hạnh, mà giờ này là đầu giờ, con thấy ngài đưa tay con hết hồn thôi, dạ không có sao hết, dạ con tri ân ngài và con cũng xin phép ngài, lúc nãy con bỏ mic xuống luôn rồi, dạ nên ngài quan hỷ cho con. Dạ Nam Mô Bích Thai, dạ con thành kính đảnh lễ ngài Trị Siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhược Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhược Quỳnh kính chào đạo tràng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phạn ngữ Pali Tỳ kheo Giác Đẳng biên soạn, bài 1 lễ Phật, cách phát âm sẽ do ngài Trị Siêu và con nhà thượng tọa Giác Đẳng. Và bây giờ thì con cung thỉnh, dạ lúc nãy con nói chuyện với sư tự tri con quên rồi, dạ con cung thỉnh mấy ngài con không, dạ sa thú, dạ con kính nhân mít đến thượng tọa Giác Đẳng và quan hỷ cho con. Hôm nay con làm anh si con rung quá, con mất bình tĩnh luôn, con có gì sai xin quý vị hoan hỷ cho con kính nhân mít đến thượng tọa Giác Đẳng ạ. Dạ. Xin cảm ơn cô chị Quỳnh. Nam mô Bổn Sư, dạ kính đảnh lễ chư Phật tử siêu, đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bắt đầu vào bài học số 1. Thực ra nếu quý vị biết một chút nội tình ở bên trong thì quý vị có thể nhận ra được một việc là chư Phật tử siêu và chúng tôi rất là trăn trở khi mà đem vào trong thao thoát hai cái môn học là Thắng Pháp Ở Thông và môn học Phạn ngữ Pali. Bởi vì cả hai môn này có một điều gần như là đòi hỏi đó, đó là người học cần theo dõi thường xuyên, nếu không muốn nói là liên tục. Đồng thời khi mà hướng dẫn điều này trên phương diện giảng giải đó, thì giảng giải Thắng Pháp và giảng giải Phạn ngữ Pali nó sẽ dễ dàng hơn nếu mà học trực tiếp. Quý vị vào trong lớp học rồi bị giảng sư lên bảng, rồi có bài học, rồi có bảng, có phấn để mà viết lên trên, thì quý vị sẽ học được rất là nhiều. Chứ vậy không có nghĩa là chúng ta không tìm cách, chúng ta phải tìm bằng được một cách nào đó tương đối là có thể hướng dẫn được. Thì cái phương cách mà thượng tọa Vị Siêu và chúng tôi đồng ý là ăn kèm. Ăn kèm tức là chúng ta không học quá chuyên vào Phạn ngữ Pali, mà thay vào đó căn bản là chúng ta học kinh tụng, học các câu Phật ngôn ngắn và học những cái pháp thoại căn bản của Đức Phật. Thì trong lúc mình học á, mình chú trọng việc về Phạn ngữ nhiều, tức là sẽ có phần chú thích về ngữ pháp, nhưng mà phần chính tức là vẫn học những cái câu kinh. Thưa quý vị, thật ra cách này không phải là cách mới đâu, mà từ ngàn xưa, ngày hôm nay quý vị về các quốc gia Phật giáo đó, thì đa phần là khi chư tăng xuất gia, tức là khi mà đi xuất gia vào trong chùa bước đầu học tiếng Phạn đó, thì không học nhiều về học, không học sâu học nhiều, mà học đại lược là cách đọc, và cách đọc và đọc thuộc một số các câu. Một khi quen cách đọc rồi đó, chúng ta qua văn phạm rất là dễ. Thì thưa quý vị, trong bài học ngày hôm nay đó, thì dĩ nhiên là chúng ta bắt đầu là chúng ta áp dụng tụng một câu kinh rất là truyền thống, đó là câu lễ Phật. Và lát nữa từ Thầy Siêu sẽ hướng dẫn quý vị và sẽ giảng giải. Chúng tôi thì đặc biệt chú trọng đến có thể bài học này và có thể bài học tiếp theo là chú trọng về hướng dẫn quý vị làm thế nào để đọc tiếng Phạn. Và chúng tôi có biên soạn một phần tương đối rất là đơn giản, và chúng tôi lược bớt rất nhiều thứ, bởi vì thật ra mà nói đó, thì cái cách đọc của chúng ta bình thường đó, nó lại không có chuẩn. Thưa quý vị, không chuẩn. Cái chuẩn của Thái Lan, ví dụ như là quý vị của bên Thái Lan hay người Việt Nam đều đọc là Buddhang Saranang Gacchami, nhưng mà người ta đọc cho đúng là Buddhang Saranang Gacchami. Và thì cái Buddhang Saranang Gacchami, cái đó chúng ta phải học với dân Thái Lan.
Và chúng tôi cũng thưa rằng cái cách đọc của người Việt Nam và người Thái đó, thì mình đọc trại hơi nhiều, đọc trại hơi nhiều, chứ chúng ta không có đọc rõ ví dụ như chữ chữ D có chấm dưới hay là B phở với chữ H hay là B bò với chữ H, chúng ta đọc gần như là giống nhau. Thì cái đó chúng tôi cũng phải thú nhận rằng nó là do cái ngôn ngữ địa phương. Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta không có nói là Bhagavato được, Bhag và Bhagavato được, mà chúng ta cứ đọc là Bhagavato. Nó là vấn đề như vậy. Dù sao đi nữa thì chúng ta sẽ cải thiện từ từ và cải thiện từ từ. Cái khó của, ở đây không phải là khó của chúng tôi, mà là khó của Thượng tọa Tuệ Siêu. Thượng tọa Tuệ Siêu sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì quý biết là Thượng tọa Tuệ Siêu là một người chuyên dạy về Phạn ngữ, và Thượng tọa cũng là vị biên soạn sách về dạy Phạn ngữ. Mà những người mà làm cái gì vậy chuyên môn quá thì khi mà đi vào các bài học mà mang tính cách đại khái quá thì khó chịu lắm, và rất là khó chịu. Cái khó chịu ở đây nó là cái bệnh nghề nghiệp. Bởi vì trong những bài của Thượng tọa Tuệ Siêu thì chúng tôi cũng phải nói rằng Thượng tọa biên soạn rất là công phu, nhưng mà trên phương diện mà trong lớp học á, thì chúng tôi thấy rằng quý vị rất khó nhớ. Và do vậy thì chúng tôi có nhờ Đại Đức Tuệ Tri cố gắng để đánh máy là cái bản sách dạy tiếng Pali của Thượng tọa Tuệ Siêu như là một cái tài liệu tham khảo cho quý vị. Và ví dụ chúng ta học về cái phép kết nối là bắt sanh ý, thì chúng tôi cũng sẽ đăng một bài, hay là chúng ta nói về chia động từ cũng đăng bài của Thượng tọa Tuệ Siêu đi kèm. Nếu quý vị nào muốn tham khảo thì quý vị sẽ tham khảo trực tiếp vào những bài đó để có in chung. Còn quý vị nào mà thấy là nhiều quá mà học đại loại, tức là học chung chung, học cho biết, cho ta đáp ứng đủ nhu cầu, chúng tôi tạm gọi là cái cách gọi là ăn kèm á, ăn kèm dạy tên là để học kinh văn á, thì quý vị có thể học vào bài mà chúng tôi soạn. Thì như vậy đó là một cách mà chúng tôi cố gắng để đáp ứng cái nhu cầu là học Phạn ngữ qua mạng internet. Thì về điểm này, bây giờ thì mời quý Phật tử đọc cho bài học, và sau đó thì Thượng tọa Tuệ Siêu sẽ hướng dẫn chúng ta đọc bài kinh hôm nay cũng như có một số chú thích. Xin mời quý vị. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa giác đẳng tạ từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt và đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin được đọc. Dạ, mà trước khi con đọc, con có sai sót gì xin quý ngài chỉ dạy cho con. Dạ, hôm nay con thật sự là trung luôn đó. Dạ, hôm nay thứ hai ngày 10 tháng 8. Năm 2020. Giáo trình Phạn ngữ Pali, bài 1, lễ Phật cách phát âm. Đã được ngài Tuệ Siêu giảng giải. Lễ Phật cách phát âm. Một cách học Phạn ngữ Pali ở các xứ Phật giáo là học thuộc lòng một số kinh tụng nhật hành, rồi sau đó làm quen với một số từ vựng Phật học Pali để rồi đi sâu vào ngữ pháp. Giáo trình này cũng theo cách quen thuộc đó. Kinh văn. Nam mô Tathāgata Arahato Sammāsambuddhassa. Nam mô Tathāgata Arahato Sammāsambuddhassa. Nam mô Tathāgata Arahato Sammāsambuddhassa. Ngữ nghĩa. Nam mô đảnh lễ tát xá vị ấy chỉ cho Đức Phật. Bà hát gác quát tô Đức Thế Tôn. Arahato bậc ứng cúng. Sammāsambuddhassa đấng chánh biến tri. Đi sâu vào giáo trình sẽ có chú thích về ngữ pháp. Những điểm cần nhớ. Tiếng Pali tương đối dễ đọc.
có tất cả 41 mẫu tự gồm 8 nguyên âm và 33 phụ âm. 8 nguyên âm là A, A, Í, Y, U, U, Ê, Ô. 33 phụ âm chia thành 6 nhóm. K, K, H, G, G, H. N có dấu chánh. Trên. K, Ch, H. Chi, Chi, H. Nhờ. Thi, Thi, H. T, T, H, D, D, H. N có dấu chấm dưới. T, T, H. D, D, H, N, B, B, H, B, 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 H, M, I, R, R, V, S, H, L có dấu chấm dưới, M có dấu chấm dưới, cách đọc nguyên âm, A, đọc là Á, như há đệ hát anika anika a đọc a có dấu quyền ở trên đọc là a như cha bà là y đọc là ý như tí y xí y có dấu quyền ở trên. Dạ, con thấy bàn tay của ngài, con kính à, đọc giới thiệu chủ đề. Dạ, cảm ơn đại đức đại trì. Dạ, con thấy bàn tay của ngài nữa, ngài có cầm mít, con dâng mít đến ngài ạ. À. Ngài cho con một tín hiệu ạ. À. Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy. Kính thưa quý vị, chúng ta tùy theo môn học mà tri chúng đọc bài, học trung bộ kinh hay là học thắng pháp thì tri chúng đọc bài xong giảng sư giảng được. Nhưng mà hãy học Bali thì vị giáo thọ sẽ chịu trách nhiệm để nương theo cái giáo trình đó mà dạy đọc. Nếu mà tri chúng đọc không trúng, đợi chút xíu nữa cái giáo thọ cũng phải đọc lại mà đọc khác đi. Thì do đó cho nên chúng tôi đề nghị là sau này từ nay trở đi đến cái môn Bali thì các vị khỏi đọc bài. Sau khi Thượng tọa Giác Đẳng dẫn nhập cũng như giới thiệu bài học ngày hôm nay thì tiếp đó là chúng tôi trực tiếp chúng tôi dạy liền. Thật ra thưa quý vị, chúng ta học Pali chúng ta có ba bốn trường hợp. Một là chúng ta học để đọc chữ và tụng kinh, đọc tụng thôi, khỏi cần phải biết nghĩa gì hết, nhìn chữ mà đọc tụng. Đó là một trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là học Pali để đàm thoại, nói chuyện. Cái này thì không cần phải cú pháp gì cả. Trường hợp thứ ba là đọc, học Pali để dịch một bản văn
Bản văn ở đây tức là một bài kinh, một đoạn kinh. Thì cách thứ ba đó là cách khó khăn nhất. Và cách thứ tư là nó gồm cả ba cách trên. Gồm cả ba cách trên, tức là học để đọc tụng, học để đàm thoại và học để dịch kinh điển, đọc hiểu. Cho nên ở đây đó, trong cái cách thứ tư này, cách thứ tư nó rắc rối hơn, tức là khi mà chúng ta đọc một câu là chúng ta phải viết ra được chữ Pali của câu Phật ngôn đó. Thí dụ như nói, thí dụ chúng ta hỏi câu Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Khi đọc như vậy đó, là chúng ta phải hiểu nghĩa, và đọc như vậy là chúng ta phải viết lại cái câu Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng ta phải viết lại. Và khi mà chúng ta đọc cái câu đó, để chúng ta viết lại được là chúng ta phải phân tích ngữ pháp được cái câu đó. Về cách thứ tư, thưa quý vị, trường hợp thứ tư là học phải dài lắm, phải nhiều thời gian, phải mất nhiều thời gian và phải chuyên môn, chứ không thể nào mà lâu lâu vậy, một tuần lễ chúng ta học có khoảng chừng 2-3 tiết học. Một tiết học người ta quy định là 45 phút, 2-3 tiết học như vậy thì chúng ta chỉ mất có cỡ khoảng chừng một tiếng rưỡi đồng hồ thôi. Thì mừng học như vậy thì chúng ta khó có thể học được cái phương pháp học, cái cách học thứ tư, chúng ta khó lắm. Cái đó phải học trường lớp ngoài và nó đi vào chuyên ngành. Còn bây giờ trong cái room, trong room của chúng ta, cái chương trình dạy đó là để chỉ cho các Phật tử nhìn biết đọc tiếng Pali được rồi, nhìn biết đọc tiếng Pali để được rồi. Còn cái trường hợp mà đọc ngữ nghĩa đó thì không phải chuyện dễ. Là bởi vì một cái câu kinh như ngày hôm nay đó thì nó chỉ có 2 đơn vị cú pháp thôi. Cả câu như vậy mà chỉ có 2 đơn vị cú pháp mà quý vị thấy là nó dễ. Nhưng mà trong một đoạn kinh mà Đức Phật Ngài thuyết cho chư tỳ kheo nghe về pháp đó, thì nó có nhiều cái cú pháp ở trong đó. Lúc đó chúng ta nhớ từng từ rồi thì phải nói là rất khó. Tất cả những cái này đó, quý vị đừng có nghĩ rằng chúng tôi nói để chúng tôi làm khó quý vị. Phải, cái này gọi là dơ cao chém thấp. Có nghĩa là nói thì khó khăn như vậy, nhưng mà cái chuyện học của chúng ta thì hướng dẫn thì nó cũng dễ thôi, chứ không khó. Các vị Phật tử chúng ta học cũng dễ thôi. Khi mà dạy Bali mà dạy ở học viện như là trường đại học rồi bây giờ dạy trường đại học rồi bây giờ xuống dạy lớp bổ giáo thì nó có cái dễ nhưng mà nó cũng có cái khó cho quý vị. Thì bây giờ trước hết á, các Phật tử chúng ta và thượng tọa giác đẳng cũng khuyên quý vị đừng có lo lắng quá, đừng có lo lắng quá, vì ở trong rừng của chúng ta
thì không có cái chuyện gì đáng phải lo về cái tiếng Pali. Quý vị đọc không được thì bây giờ học để rồi chúng ta đọc. Đọc được chừng nào mà chúng ta gặp cái chữ Pali nào chúng ta cũng đọc được. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau. Bây giờ khi mà chúng ta nói qua cái giai đoạn mà học Pali để đọc, nó có hai, nó có ba trường hợp. Đọc từng đơn, bây giờ trước tiên là chúng ta phải đọc từ đơn trước, chữ nào đưa ra đọc từng chữ, đọc cho xong cái đã, rồi sau đó chúng ta đọc trọn câu. Khi mà chúng ta đã đọc trọn câu rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ đọc tụng. Nó khác thưa quý vị, đọc tụng nó khác. Nó khác nhau ở chỗ nào? Thí dụ như Chư Tăng lên lễ bái, Chư Tăng lên trì giới cho Phật tử đó, thì chỉ đọc thôi, chỉ đọc lễ bái chứ không phải là tụng. Thí dụ là đọc Nam Mô Tát Sát Bà Quá Gát Quá Tô Arahato Sama Samput Tát Sát Nam Mô Tát Sát Bà Quá Tô Arahato Sama Samput Tát Sát Nam Mô Tát Sát Bà Quá Tô Arahato Sama Samput Tát Sát. Cái đó là đọc, cái đó chỉ là đọc câu. Còn tụng á, là tụng như thế này: Nam Mô Tát Sa Phật Quả Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Phuân Tha Sa. Nam Mô Tát Sa Phật Quả Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Phuân Tha Sa. Nam Mô Tát Sa Phật Quả Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Phuân Tha Sa. Cái đó là chúng ta tụng. Cho nên chúng ta phải phân biệt trường hợp nào là chúng ta nói, trường hợp nào là chúng ta đọc, và trường hợp nào là chúng ta tụng. Trước hết là chúng tôi phân định ra cho quý vị như vậy đó, để khi mà chúng ta sử dụng tiếng Pali á, thí dụ như khi mà bài kinh Mangala Sutta 38 pháp an lành, lúc mà Chư Tăng tụng là khác, mà khi mà pháp sư lên thuyết pháp á, trích đoạn, trích bài một trong 10 bài kệ trích ra, thì lúc đó phải đọc chứ không phải là tụng nữa. Cho nên ở chỗ này quý vị cần phải phân biệt cho rõ ràng, chứ đừng có nhầm lẫn cái đó. Cái bước đầu quý vị phải phân biệt dùm cho trường hợp này. Học Pali để nói, để đọc và để tụng, chỉ có ba cách đó thôi. Quý vị nhớ dùm ba cách đó. Khi mà đi vào ở trong room lớp pháp cú thì chúng tôi mới thấy là rất là xót xa. Một cái bài kệ đó thì không biết vị nào hướng dẫn Phật tử chúng ta, mạnh ai nấy nói, mạnh ai nấy đọc, mạnh ai nấy tụng, và có đôi khi kệ nữa. Nhưng mà ngâm kệ nó chuyển kiểu khác nữa thưa quý vị.
chúng ta không có nhất quán với nhau. Nhiều khi thấy cái chữ đó chúng ta đọc vậy thôi, mà trước tiên là do cái gì? Trước tiên là chúng ta phải biết cách phát âm của 41 chữ cái, hay là chúng ta gọi là mẫu tự. Vì khi mà chúng ta biết cách phát âm của nó rồi đó, thì chúng ta gặp chữ nào chúng ta cũng phát âm được cả. Sở dĩ chúng tôi muốn trình bày cái này trước, rồi sau đó mới hướng dẫn cho quý vị về cái câu kinh ngày hôm nay mà chúng ta học là bài Nam Mô Tát Sát Phá Hoa Tô. Không thể đi ngược lại được, không thể nào dạy cho quý vị tụng xong rồi mới bắt đầu phân tích cái cách và sử dụng thì làm sao chúng ta biết được. Cho nên trước nhất á, là chúng ta phân biệt cái mẫu tự. Ở trong tiếng Pali nó có 8 cái nguyên âm gọi là sara. 8 cái sara này đó, thì chúng ta phát âm trong đó có 3 chữ vọng ngắn và 3 chữ và 5 chữ vọng dài. Và chúng tôi cũng đề nghị là khi mà chúng ta phát âm vọng ngắn đó, thì chúng ta nên phát âm dấu nặng của tiếng Việt chúng ta. Nếu mà chúng ta phát âm theo cái kiểu mà vô sắc á, thì như vậy có nhiều người họ đọc sai. Thí dụ chúng ta đọc là cá rá ni là sai rồi, bởi chúng ta thấy cái chữ a vô sắc cá, cái chúng ta đọc cá cái nó dài bằng cái chữ ca, cho nên đọc dấu nặng cả cả ni cả ni, thì tự nhiên là nó phải ngắn. Bởi vì chữ cả dấu nặng đó thì không có ai mà kéo dài được hết, hễ dấu sắc thì kéo dài được, chứ còn dấu nặng là không ai kéo dài được. Lúc trước thì chúng tôi dạy, chúng tôi có cái cách phiên âm là nếu mà vọng ngắn á, như chữ á, thì chúng ta viết cái chữ á của tiếng Việt, chữ á của tiếng Việt. Nhưng mà chữ á được mà chữ ý thì sao đây? Chữ ý chúng ta không có dấu á được. Do đó cho nên á, ị, ủ, rồi a, i, u, e, o. Thì như vậy á, là chúng ta phát âm 8 chữ a i i u u e o, 8 cái nguyên âm. Rồi ở 33 phụ âm gọi là viên chánh á. 33 phụ âm đó chúng ta có 5 nhóm gọi là quát gá, 5 cái quát gá, và có 8 chữ nó thuộc a quát gá là ngoại nhóm, là không thành nhóm hay là ngoại bọn á. Bởi vì lấy theo cái chỗ, cái vị trí phát âm mà chúng ta đặt tên cho nhóm. Chẳng hạn nhóm thứ nhất 5 chữ,
cách khắc gác ngát, cách khắc gác gác ngát. Giới này nó thuộc về cái âm cổ họng canh thái chát. Chữ canh thác là cái âm cổ họng mình đó. Chữ chát ở đây là nó giản lược của chanh tí, tức là sanh ra. Canh thái chát tức là những tiếng, những phụ âm mà nó sanh ra nơi cổ họng, nó phát ra từ nơi cổ họng. Cho nên chúng ta đọc là cắt, khát, gắt, gắt, ngát. Ở đây chút xíu nữa chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị nghe về cách vô khí âm với hữu khí âm. Phát âm cái giọng này hơi khó. Rồi cái nhóm thứ hai đó, đến nhóm nốt giọng gọi là ta lưu chát. Tâm chắc 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 nhắc. Năm chữ nhưng mà hai cái chữ đầu vì nó thuộc về ở cô xá tức là êm, cho nên chúng ta phát âm nhẹ thôi, chắc chắc. Còn ba chữ sau thuộc khô sát, nó hơi ổn chút, cho nên chúng ta phải cho nó bị nhấn một chút. Chạc, chạc, nhát. Rồi cái âm mút thái chát, tức là cái âm đầu, chúng ta phát âm ở trong đầu. Ở đây chúng ta xài cái chữ chữ mút thanh chát, chữ mút thát là cái đầu. Ở trong bài học chúng ta gọi âm não, nhưng mà thưa quý vị, âm não thì sâu quá, chúng ta phát âm nổi. Nếu mà chúng ta phát âm chữ này mà bằng cái não của chúng ta thì có vấn đề, sau đó chúng ta chóng mặt. Thì cái phát âm này ấy, là chúng ta cong lưỡi và cái chót lưỡi ép lên trên nóc giọng, nóc họng, trên nóc họng, nóc họng tôi gọi là màng cúa. Sách từ điển xưa đó, sách văn phạm xưa của Trần Thượng Kim thì kêu cái vòm họng ở trên đó, ở dưới đó, dạ lưỡi, rồi trên mặt lưỡi, rồi ở phía trên cái chỗ hõm ở phía trên đó, gọi là nóc họng. Chúng ta phải cong lưỡi lại, tát, phát âm tự nhiên thưa quý vị, tát, thát, đát, đát, nát. Chúng ta cứ để cái lưỡi cong lên nóc giọng rồi chúng ta cứ đọc đi, cứ phát âm đọc. Rồi cái nhóm thứ tư, quốc cá thứ tư đó, thì cái này gọi là âm sĩ âm, sĩ âm hay là âm răng. Thế nào gọi là âm răng? Đanh ta chắc là cái chót lưỡi. Khi phát âm những chữ này thì chót lưỡi chúng ta phải đưa thẳng vào giữa hai hàm răng, đánh bật vào, tát, thát, đát, đát, nát. Nó khác hơn cái nhóm thứ ba. Cái nhóm thứ ba là phải cong lưỡi. Quý vị chỉ làm hai thao tác thôi. Một cái là để lưỡi, cái nhóm mà âm răng đó, lưỡi đưa thẳng vào giữa hai cái răng, tát, rồi chúng ta bật tiếng lên.
Còn một nhóm, nhóm thứ ba, nhóm Bồ Tát Chán, thì chúng ta lưỡi cong lên trên nóc giọng, đánh bật trở ra. Tám là tự nhiên, hãy mà chúng ta sắp xếp như vậy rồi thì chúng ta sẽ dần dần sẽ quen thôi thưa quý vị. Còn cái nhóm thứ năm gọi là Bao Quát Gác, tức là cái nhóm này nó thuộc âm môi ở thay chát. Âm môi này cũng có năm chữ, hai chữ đầu nó thuộc về cái dụng êm, còn ba chữ sau thuộc về dụng vang rồi khô sát. Thì dụng êm như chữ bát, chúng ta hai môi khích lệ với nhau và bật ra pháp, pháp. Còn cái còn ba chữ sau, cái chữ bê bò và chữ bê bò có chữ h đó, thì chúng ta hơi khác một chút xíu nữa, nó cũng là nó cũng âm môi nhưng mà hơi nặng, pháp, pháp. Người Tích Lan đó, thí dụ như Bút Tha, chúng ta thường tụng là Bút Tha Nụ Pha Quê đó, hay là Pha Quán Na, chúng ta đọc là Pha Quán Na, nhưng mà người ta đọc Pha Quán Na, Pha Quán Na. Nhưng mà cái chữ chữ này đó gọi là âm môi, cho nên chữ Pha cái đó là chỉ là phụ họa cho chữ, cho chữ H anh thôi, chữ Pha, Pha Quán Na, Pha Quán Na. Chữ H không có rõ ràng, chứ còn nếu mà chúng ta phiên âm chúng ta để là chữ bờ H thì như vậy là chúng ta lại thêm một âm tiết nữa, như bờ Ha Quán Na thì nó kỳ quá. Chữ Ha Quán Na, Ha Quán Na đọc không có rõ cái chữ H và không có rõ chữ P, mà hai chữ đó nó hòa quyện với nhau. Chỉ có bởi vậy cho nên cái chữ Bhavana đó, cái chữ đó phải bật cái hơi ra, người ta mới gọi là hữu khí âm, gọi là hữu khí âm. Và chữ mắt, 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 những cái chữ phiên âm ở trong bài học đó, đọc là, đọc là, đọc là đó, chúng tôi đề nghị với các vị Phật tử, chẳng thà chúng ta coi theo cái chữ cái của Bali và chúng ta nghe trình bày, nghe dạy ở đây, chúng ta tập phát âm thì dần dần chúng ta sẽ quen, sẽ cái độ chính xác là cỡ khoảng 7/8/10. Còn nếu mà chúng ta cứ là phiên âm thì trong tiếng Việt của chúng ta là không có chữ nào phi âm tương đương. Do đó chúng ta cứ viết theo chữ Việt thì cứ đọc như vậy, như là một số ở trong không, kính thỉnh ngài cầm bích trở lại ạ. Dạy Pali mà nó suôn sẻ cái đường nét đã là khó dạy rồi, mà cứ là nó trục trặc cái đường nét dễ thì khó trăm bề nữa thưa quý vị. Giảng chút
gián đoạn giảng chút gián đoạn. Quý vị có còn nghe được? Ở đây thưa quý vị, trên nguyên tắc thì chúng ta phải theo cái ngữ âm, nhưng mà khi chúng ta đã quen rồi đó, đã dần rồi, thì bây giờ chúng ta cứ nhớ cái mặt chữ đó mà chúng ta nói hoặc chúng ta đọc, là người ta nghe là người ta hiểu, người ta nghe là người ta hiểu liền. Còn khi mà chúng ta cố gắng chúng ta sửa cái giọng đó thưa quý vị, sửa giọng cho đúng, mà càng sửa thì nó càng khó nghe, càng sửa ráng cho đúng giọng thì chúng ta lại khó nghe. Thí dụ chúng ta nói Phật hằng sa năng gạch hà mi thì ta nghe ta hiểu, còn chúng ta cố gắng đọc bút đờ hăng sa ra năng gạch chà ha mi, gạch chà ha mi thì không biết chữ đó là chữ gì. Có một điều mà chúng tôi rất là tin tưởng, rất là tự tin, là bởi vì khi mà Thượng Tọa Giác Đẳng dẫn chúng tôi đi qua bên Miến Điện hay là qua bên Tích Lan, mà chúng tôi gặp các vị, chúng tôi nói chuyện với các vị bằng tiếng Pali, các vị nói chúng tôi hiểu, và tôi nói các vị nghe hiểu, thì như vậy chứng tỏ rằng là cách phát âm của mình cũng không tệ. Cho nên quý vị cứ yên tâm, quý vị cứ phát âm bình thường, đừng có giống tiếng Việt thôi, đừng phát âm giống tiếng Việt, nghĩa là nó hơi giống tiếng Bali chút xíu, chứ chúng ta phát âm giống tiếng Việt quá thì nó không thành Bali nữa. Tám cái nguyên âm ngoại bọn đó, thì ở trong này có hai chữ mà chúng ta cần phải chú ý, là chữ L trơn và L có chấm dưới. Một cái L chấm không chấm, không chấm đó, thì nó là cái giọng, nó là cái âm răng. Và lên là chấm có chấm đó, thì nó là âm đầu, mút thanh chát. Do đó một cái chữ L mà không có chấm đó, thì chúng ta cứ đưa lưỡi thẳng vào răng rồi bật mở miệng ra, lá. Còn L mà có chấm dưới thì chúng ta chịu khó, chúng ta cong lưỡi lên ốc giọng. Sư Tự Tri đánh giùm hai cái chữ L đó quý vị. Một chữ L trơn và một là chữ có chấm. Còn tất cả đó là hai chữ mà chúng ta phải chú ý. Còn cái chữ M và cái chấm dưới, lấy ba chữ này, cần phải phân biệt. M chấm dưới đó chậm quá, chữ M chấm dưới đó
sao đăng khi không cô lại chữ n chấm trên là sao vậy? Chỗ này đã học qua rồi, không có chữ ngát nên đã học ở tú ở trên nhóm một rồi. M và cái chấm dưới thì chúng ta đọc theo cái kiểu gọi là nasikachá. Nasikachá là âm đạo tràng chúng con không nghe nữa, con cung thỉnh ngài cầm mic trở lại à, con kính nhân mic đến ngài. Khổ tới nơi, mai mốt chắc có lẽ là quý vị còn nghe không? Ồ, đường đét lúc này đó, sao nó cỡ khoảng chừng 9:15 trở đi thì chúng tôi mới có thể nghe các vị nói được rõ và liên tục, và chúng tôi nói quý vị cũng nghe rõ và liên tục. Còn từ 8:00 cho đến 9:15 thì để như nghe tiếng được tiếng mất. Tám cái phần ngoài bọn thì các vị phát âm như thế này, quý vị cứ lắng nghe thôi, chứ đừng có đừng có nhìn vô bài học rồi chúng ta bị phân tán. Dạ. Sao vậy cô? Cô Như Quỳnh có chiêm, vì có nghe được rõ không? Khi nói thì quý vị không nghe, nhưng mà khi chúng tôi thở dài thì quý vị nghe. Thở dài trong cái sự đau khổ thì quý vị nghe. Còn khi mà nói giải thích thì không chịu nghe. Cũng lạ. Trong cái chùa này, trong cái lớp này lạ lắm. Bấm nhầm đưa tay thì các vị thấy. Còn có bữa thượng tọa Giác Đẳng hỏi có mặt không mà đưa tay cả buổi trời tiếng tỏm đấy. Và bây giờ quý vị chuẩn bị để nghe tám cái chữ này. Giờ kính thỉnh sư phụ cầm mic trở lại ạ. Mệt quá. Chúng tôi than khổ, chúng tôi nói nhỏ, quý vị đều nghe rõ hết. Kỳ lạ. Thì 41 chữ cái của Pali, 80 âm và 33 phụ âm, quý vị chú ý. Bây giờ chúng tôi, Thượng tọa Giác Đẳng có đề nghị là giảng lược bớt lại, không có dạy theo cái giáo trình sách học Pali mà chúng tôi biên soạn, nó dài quá. Cả một chương để nói về khảo sát mẫu tự.
Bây giờ quý vị chỉ cần nhìn vào trong 80 âm A A I I U U E O. Còn phổ âm á, thì quý vị nhớ là các khắc gạt gạt ngát chát 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 nhát tát thát đát đát nát tát thát đát đát nát bát thát bát bát mát giá ra lá quá sát hát là ăn gì vậy thôi. Được, khi mà chúng ta đọc được 41 phụ âm đó rồi đó, thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta tập đọc cái vần xuôi. Cái vần xuôi nó đơn giản, tập đọc cái vần xuôi thí dụ như là chúng ta lấy một cái phụ âm, chúng ta ghép với 80 âm, một phụ âm chúng ta ghép với 80 âm, một phần ghép 80 âm thì nó cũng cũng dễ thôi chứ. Thí dụ như chúng ta lấy chữ cắt, 80 âm là cắt ca khí ti cu cu kê cô, khắc ca khí khi cu cu kê cô, gắt ga ghi ghi gu gu ghê gô, gà gà ha gà hít gà hi gà hút gà hô gà hê gà hô, cha cha chi chi chu chu chê chô, cha cha chi chi chu chu chê chô. Chúng ta cứ theo như thế đó, chúng ta đọc cho hết cái đó. Nhưng mà quý vị thế giới thì này, có mấy chữ mà không có ghép với nguyên âm được, là chữ ngát, N cái chấm trên của cái bọn phụ âm giọng cổ, âm cổ, không thể là ngát nga nghi ghi được. Cái chữ đó là ngàn đời không bao giờ có đọc. Rồi cái chữ N có chấm dưới, chữ N có chấm dưới, na, phụ âm đó, đó chúng ta không thể nào na na đi ni nu nu đê nô, không có. Và cái chữ la, L chấm dưới cũng không bao giờ đi với 80 âm, la la li li, không có. Và cái chữ cuối cùng, chữ nếu cái tá, phụ âm nếu cái tá là chữ ăn, người ta đi với ảnh thì được. Thí dụ như là ăn, in, ung thì được. Nhưng mà ảnh không thể nào mà ảnh đứng ở trước nguyên âm được. Cho nên chúng ta phải khoanh, khoanh tròn các cái chữ đó. Khi chúng ta phát âm không khéo thì chúng ta đọc nó sai đi. Ở trong bài sau sư gương sư từ trừ đến cái vùng xuôi tiếng Bali đến sang người ta. Ngược, xuôi ngược. Bây giờ trong tiếng Bali đó,
quý vị phải chú ý một vài chữ, như mở trong bài kinh chúng ta hôm nay thì không có cái chữ kỳ lạ đó đâu. Tức là chúng ta phải chú ý phụ âm kép, tức là hai cái tiếng phụ âm đi cặp kẽ nhau. Phụ âm kép dẫn đầu một chữ, thí dụ như chữ bia thí, chữ bia 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 bia, cái chữ đó là phụ âm kép, chữ bát và chữ giác đi kèm. Và những cái chữ này nó bị lai với chữ Sanskrit, cho nên chúng ta rắc rối. Cái chữ khác đó là chúng ta không kể phụ âm kép được. Phụ âm kép là như thế này: chữ bình thường nó đứng đơn lập, nhưng mà khi nó khép với chữ khác đó, thì nó lại đọc theo cái cách đó. Thí dụ như chữ Phạm Thiên chúng ta đọc là chữ Brahma, hay chữ Brahma cũng được. Người Tích Lan người ta đọc là Brahma, Brahma, Brahma. Còn chữ Tăng Khmer thì đọc là Brahma, 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 Brahma. Dẫu đọc như thế nào nữa thì chúng ta cũng có kính công thỉnh sư phụ cầm mic trở lại. Con thỉnh ngài cầm mic trở lại, bạch ngài trong rung chúng con không còn nghe được nữa, con kính dâng mic đến ngài. Quý vị, chúng ta hy vọng trong giây lát thượng tọa tuyệt siêu có thể trở lại. Dạ, 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 xin thỉnh thượng tọa tuyệt siêu. Quý vị có nghe được không?
ông trời chúng tôi ngạc nhiên tại sao buổi tối chúng tôi mỗi tay, chắc có lẽ là chúng tôi cứ cầm mic hoài, cứ bấm cầm mic hoài nó mỗi tay. Khổ thôi, quá khổ. Bây giờ nói sơ qua vậy thôi. Chúng ta trở lại với cái bài học ngày hôm nay. Khi nào mà gặp, bữa nào mà gặp cái đoạn kinh mà có những cái nguyên âm đó, những cái phụ âm đó, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị cách phát âm. Còn bây giờ thì chúng ta trở lại với kinh văn ngày hôm nay, là chúng ta học về cái bài, về cái câu kinh lễ bái. Câu kinh lễ bái này thật ra chỉ có một câu thôi, nhưng mà đọc ba lần, đọc ba lần. Cho nên nếu mà quý vị một mình đó, thì quý vị đọc ba lần, không cần phải nói âm với nhau. Nhưng mà khi quý vị tụng kinh tập thể thì chúng ta cần phải nói âm với nhau. Nói như vậy quý vị có hiểu không? Thí dụ chúng ta đọc một mình đó, thì chúng ta cứ Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng ta đọc một mình này, chúng ta đọc ba lần như vậy. Còn khi mà chúng ta đọc tụng thì chúng ta chờ cho mấy vị kia ta nói Nam Mô Tassa Bhagavato, chỗ đó người ta kéo dài đi, rồi mình mới bắt đầu đi vào Arahato Samma Sambuddhassa Nam Mô. Quý vị bắt qua liền cho Nam Mô ở phía sau. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Khi chúng ta hết thì chúng ta xuống dụng cái, rồi chúng ta mới dừng ngang đó. Cái này thì nó cũng dễ đọc chứ không đâu có khó quý vị. Nhưng mà chúng ta phân ngữ nghĩa thì cái trường hợp này nó, bây giờ các Phật tử chúng ta chưa có học cái gì cả, bây giờ làm sao phân ngữ nghĩa đây? Ở đây nó chỉ có hai đơn vị của pháp. Một là danh động từ Nam Mô xuất phát từ cái động từ Namatit, Namatit tức là kính lễ, Namatit là kính lễ, biến thành cái danh động từ của nó thì là Nam Mô, Nam Mô. Mà người ta đọc, đọc âm á, bên chúng ta thường hay đọc âm Nam Mô, Nam Mô, như là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn đọc theo chú thì người ta đọc là Nẵng Mô, đọc chú thuật á. Bây giờ chúng ta đọc tiếng Bali, chúng ta đọc Nam Mô là kính lễ. Dịch cái chữ đứng trước, còn bắt đầu từ chữ Tát Sát cho đến chữ Samma Sambuddhassa thì cái đó, bốn chữ này nó thuộc về túc từ của cái chữ Nam Mô. Kính lễ mà kính lễ ai?
Kính lễ Sakwato Arahato Sama Sambuddhassa Tassa. Kính lễ Đức Thế Tôn ấy, ở trong tiếng Bali chữ Tassa, trong tiếng Việt của chúng ta thì chúng ta để, chúng ta sẽ đặt ở phía sau. Còn kính lễ Đức Thế Tôn A-la-hán chánh đẳng chánh giác ấy, thì chữ ấy đó đó là chữ Tassa. Đây là xài chỉ truyền cách, quý vị nhớ dùm là xài chỉ định cách. Nhưng mà bây giờ có nói chạch thi chỉ định cách, chạch tốt thi chỉ định cách, quý vị cũng chẳng hiểu gì hết. Quý vị nhớ cái túc từ gián tiếp, túc từ trực tiếp. Thí dụ như chúng ta xài chữ Bandita năng nên chất Sivana. Chữ Sivana là một danh động từ, có nghĩa là cái sự thân cận. Động từ nó là Sivati. Nếu mà chúng ta xài động từ trực thì túc từ trực tiếp phải xài đối cách là Banditan hay là Banditanang. Banditan, Bandite, Bandite, Sivati. Còn khi mà chúng ta xài danh động từ thì chúng ta phải xài chỉ định cách. Thay vì chúng ta nói Phát Quan Tăng Namati, kính lễ Đức Thế Tôn, thì Phát Quan Tăng là đối cách. Còn ở đây chúng ta phải xài Nam Mô, do đó cho nên phải xài Phát Qua Tô. Nhưng xài gì thì ngữ nghĩa thì quý vị, nghĩa thì quý vị biết rồi, ở trong bài có ghi chú. Nhưng mà về văn phạm thì quý vị nhớ tát sát là biến thể của cái đại từ tát, chỉ miệng cách. Tát là ấy, là cái ấy, người ấy. Chữ phát quan tú chia theo chỉ miệng cách là phát qua tô arahato. Ngữ nguyên của nó là arahanta, chia theo chỉ định cách thành arahato. Samma sambuddha là ngữ nguyên của nó, giờ chia chỉ định cách là samma sambuddhassa. Chúng ta thêm cái chữ, thêm cái đuôi ở phía sau. Thì về cái ngữ nghĩa và vị trí văn phạm của nó là như vậy. Kính lễ Đức Thế Tôn, bậc ưng cúng chánh minh tri. Chúng ta thường thường chúng ta nói vậy thôi, chúng ta không có thêm chữ ấy chi. Là bởi vì cái chữ tại sao chúng ta Nam Mô Tát Sát Phật Hoa Tô. Tại vì bên Ấn Độ thời xưa đó thưa quý vị, kinh điển và là môn giáo đó, họ cũng xài chữ Phát Qua nhiều lắm. Ai mà họ tôn kính thì họ đều gọi, đều tôn xưng vị đó là Đấng Phát Qua. Do đó mình là người Phật tử, mình tôn kính Đức Phật của mình thì mình tác sát Phát Qua Tô, tức là kính lễ Đức Thế Tôn ấy, chứ không phải Đức Thế Tôn của ngoại đạo. Tức là chúng ta xác nhận là Đức Thế Tôn ấy, Đức Thế Tôn Gotama đó. Tại ra mới thêm chữ tát sát. Cái câu này là của Đức Trời Đức Thích, Ngài đọc mỗi khi mà Ngài đến đảnh lễ, đến nghe Đức Phật là thuyết pháp đó. Ngài quan hỷ, Ngài chắp tay đưa lên khỏi đầu, và Ngài lễ bái bằng cái câu Nam Mô Tát Sát Phật Hoa Tô Arahato Sama Sambuddhassa. Vậy đó. Chúng ta, cái này chúng ta đọc ở trong kinh Trung Bộ, kinh Trường Bộ, chúng ta gặp rất nhiều trường hợp đó, tụng cái câu kinh này, cái câu lễ bái này.
rất quen thuộc, cô Liễu mới rất quen thuộc. Ở đây có một điều mà chúng ta cũng phải chú ý này. Trong cái câu này đỉnh lễ đó, Phát quan tô chủ cách là phát qua. Mai mốt chúng ta sẽ học Itibiso phát qua. Chữ phát qua đó là chủ cách của biến thể từ của phát quan tô. Còn chữ phát qua tô là biến thể chỉ định cách hay sở thuộc cách từ cái chữ phát quan tô là Đức Thế Tôn. Mà nếu nói Đức Thế Tôn phát qua đó, phát qua tô, thì người ta ở đời người ta nghe đó, người ta nhầm tưởng vì ở trong xã hội Ấn Độ thời đó kinh điển Bà La Môn giáo nói đến chữ phát qua rất là nhiều, do đó người ta nghe người ta thấy bình thường có chuyện gì xảy ra, bởi ai cũng gọi là phát qua được hết á. Thế thì chúng ta phải thêm, Đức Trời Đế Thích Ngài đọc thêm hai chữ Arahato. Arahato là Arahanta, A-la-hán, và chúng ta gọi ưng cúng. Dầu cho Ngài Xá Lợi Phất là một người liên cũng gọi là A-ra-han. Arahanta là bậc A-la-hán. Chớ cái chữ bậc A-la-hán đó thì không có phân biệt là độc giác hay là toàn giác gì hết, hay là thinh văn giác đó. Thành thử ra mới thêm cái chữ Samma Sambuddha. Samma Sambuddha ở đây đó là để chỉ cho Đức Phật toàn giác, Đức Phật Gautama, gọi là bậc chánh đẳng chánh giác. Cho nên cả nguyên cái câu này là đảnh lễ Đức Thế Tôn Gautama cả. Ngày được thế gian xưng tán là phát qua, phát qua tô là Đức Thế Tôn, vì Ngài là bậc đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, bậc xứng đáng được cúng dường, cho nên gọi là Arahato. Vì Ngài là người tự mình giác ngộ một cách chân chính, không có thầy chỉ dạy, nên gọi là Samma Sambuddha sát, là ba cái ý nghĩa, ba chữ đó. Bây giờ ôm lại, quý vị đọc Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha sát. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha sát. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha sát. Đó là khi nào mà Phật tử chúng ta buổi sáng đó, một mình đối diện trước kim thân Phật, và chúng ta đã lễ một mình đó, một mình đã lễ Phật thì chúng ta đọc như vậy. Còn khi mà chúng ta tụng kinh tập thể đó, thì chờ cho cái vị sướng kinh lên thì chúng ta đọc theo, mà chúng ta phải ăn rập với người ta. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng ta đọc như vậy. Cho nên giữa cái đọc và tụng hai cái nó khác nhau. Thì đến đây quý vị có còn nghe được? Sắp hết giờ, quý vị nghe rõ liên tục không thấy ai phản đối hết. Nhưng mà bây giờ thì thôi, nghĩ chúng ta kết thúc ở đây. Hôm nay chúng ta chỉ học bao nhiêu thôi. Và bây giờ thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng chia sẻ thêm
cung kính tương tọa. Sao thú cái gì thì tôi cứ siêu. Thưa quý vị, lúc mà chúng ta mở cái room Phật Pháp Bồ Đề Tâm Ma, lúc mà chúng ta không có cơ ngày, nó có cái khuôn là bây giờ khi mà giáo trình bắt đầu thì giáo trình nào cũng vậy, thời gian đầu chúng ta luôn luôn gặp một chút trở ngại, nhưng mà rồi sau vài khóa buổi học thì chúng ta trở lại bình thường. Nên lớp Pali này nó cũng nằm trong cái khuôn đó. Nhớ thì giờ chỉ ngày một chút, nhất là về internet. Thật ra chúng tôi nghe thì là thầy siêu hướng dẫn thì chúng tôi thấy cũng hơi sót, là tại vì thưa quý vị thường thường á, những vị như thầy siêu giảng Pali đó, thì có cái tính cách là trường lớp, nghĩa là hướng dẫn người ta học về ngữ pháp. Mà bây giờ đến chạy qua dạy Pali và dạy Kinh Tùng á, thì thiệt ra hồi chúng tôi và thượng tọa thầy siêu vào trong chùa á, thì cái người mà dạy với lòng á không phải là người biết ngữ pháp, chỉ biết một cái đọc thôi. Biết ngữ pháp không có nhiều, chứ không biết loáng thoáng thôi. Nhưng mà rồi từ chỗ đó đó, thậm chí về sau này thượng tọa thầy siêu là thầy lại được của cái cô đó nè, cô đó sau được của xuất gia rồi cũng mất rồi. Nhưng mà nói chung là có nhiều người đọc Bali rất là giòn, đọc Bali rất là hay, nhưng mà rồi lại không biết về ngữ pháp. Giống như ca sĩ, có nhiều người ca rất là hay, nhưng mà lại không có hiểu về, không có nắm về nhạc lý, chuyện rất là bình thường. Chứ là muốn chia sẻ với quý vị ba điều ở trong bài học ngày hôm nay. Trước nhất á, là tùy vào một cái kinh nghiệm của bản thân mình mà chúng tôi thấy cách học kinh tiếng Phạn mà dễ đó là ban đầu là chúng ta đọc chậm, đọc rõ và phân biệt được âm dài ngắn, đơn giản vậy thôi. Dạ, ví dụ như bài kinh hôm nay chúng tôi đọc là Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Và đọc càng lúc càng nhanh thêm. Namo Tassa Bhagavato chẳng hạn. Thì thứ vì cái âm dài ngắn ở đây ấy, mình chú thích cho rõ là ná là ngắn, mô là dài, tas là dài, sát là ngắn, phát câu quá tô phát là ngắn, gá ngắn, quá ngắn, tô dài, arahato a ngắn, rá ngắn, ngắn, há ngắn, tô dài, samma cả hai đều dài, sam dài, ma dài, sam bút thát sát thì sam dài, bút dài, thát dài, cái chữ sát là ngắn. Do đó khi đọc bồi chữ đọc là Namo Tassa, Namo Tassa, Namo Tassa, Namo Tassa, đọc cho trúng âm ngắn và âm dài, ná ngắn, mô dài, tass dài, xá ngắn, Namo Tassa Phakuatu Arahatu. Chữ Phakuatu thì ba cái âm phát gá quá là ngắn, tô là dài, Arahatu, Arahatu thì Araha cũng là ngắn, tô là dài. Samma Sambuddhassa thì Samma dài, Sambut dài, Thassa thì Thass dài, xá ngắn. Namo Tassa Bhagavato, Namo Tassa Bhagavato, Namo Tassa Bhagavato. Mình đọc cho nhuần miệng, nhà đọc nhuần miệng rất quan trọng. Arahato, 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 Arahato. Rồi Samma Sambuddhassa, Samma Sambuddhassa, Samma Sambuddhassa. Rồi sau đó mình giác lại nguyên câu Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Nam mô Tát Sa Phật Ca Va Tu A Ra Tu Sam Ma Sam Bút Tát Sa. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay nó rất là dễ học kinh, tại vì tất cả những kinh Pali mà chúng tôi dạy đi đều có ở trên YouTube hết. Và có lẽ là chúng tôi sẽ thêm một phần chú thích, cái link để quý vị lên đó quý vị nghe đọc. Nhưng mà khi mà chúng ta đọc như câu này, đọc ba câu á, liên tục Nam mô Tát Sa Phật Ca Va Tu á, thì tới chữ Thát Sa không ngừng lại. Và chữ vừa Samma Sambut Thát Sa thì chữ Sa nó bắt vào chữ Nam mô liền. Nó bắt vào chữ Nam mô, bắt vào câu cuối. Tại vì mình đọc tới ba lần, quý vị nghe kỹ nha. Nam mô Tát Sa Phật Ca Va Tu A Ra Ha Tu Samma Sambut Thát Sa Nam mô. Dạ, thay vì Samma Sambut Thát Sa ngừng lại, không ngừng lại. Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo. Dạ, rồi Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Dạ, chữ Thass kéo dài, chữ Sát ngắn là chấm dứt câu. Như chúng tôi nói là ban đầu mình lựa chữ nào dễ thì chữ Nam mô là dễ ha, Tát Sa dễ bốn âm thôi, thì chúng ta cứ đọc Nam mô Tát Sa, Nam mô Tát Sa, Nam mô Tát Sa, Nam mô Tát Sa, đọc cho quen miệng rồi nhập tâm. Ban đầu á tập đọc cho quen miệng, sau đọc nhập tâm, rồi chúng ta mới nối kết Nam mô Tát Sa, Nam mô Tát Sa, rồi mình đọc Phật Ca Va Tu, 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 đọc cho quen miệng, dùng miệng rồi quen miệng rồi Nam mô Tát Sa Phật Ca Va Tu, Nam mô Tát Sa Phật Ca Va Tu, Nam mô Tát Sa Phật Ca Va Tu, rồi Arahato 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 Arahato, rồi Nam mô Tát Sa Phật Ca Va Tu Arahato, rồi Nam mô Tát Sa Phật Ca Va Tu Arahato, rồi Samma Sambuddhassa Samma Sambuddhassa Samma Sambuddhassa, Nam mô Tát Sa Phật Ca Va Tu Arahato Samma Sambuddhassa Nam mô Tát Sa. Thì lúc đầu chúng ta đọc có thể là đọc thôi, nhưng mà khi đọc quen rồi thì bắt đầu chúng ta tụng cái cách đọc khác, cái tụng khác. Nam Tassa Phakuatu Arahatu Samma Sambuddhassa, đó là đọc. Nhưng mà văn tụng là cái cận tụng là Nam mô Tassa Phakuatu Arahatu Samma Sambuddhassa, Nam mô Tassa Phakuatu Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thì thưa quý vị, chúng tôi muốn nói một ít về câu kinh này. Câu kinh này là một câu kinh rất là phổ biến, và quý vị đến bất cứ quốc gia Nam Tông nào mà quý vị đọc Nam mô Tát Sa Phật Ca Va Tu A Ra Tu Samma Sambuddhassa thì chư tăng và Phật tử ai cũng biết hết. Thì bài này cùng với Tông Bút Tăng Sarangachami mà chúng ta sẽ học sau. Thì bài này đó có cái gốc như vậy là ở trong quá khứ khi mà Đức Phật thành đạo đó thì có năm vị gọi là đại lực chúng sinh, và chúng sinh mà đại quy lực, và chúng sinh đại quy lực đó là Đại Già Xoa, rồi Đại Atula, rồi Tứ Thiên Vương, rồi Đế Thích Phạm Thiên là năm vị. Thì cái vị một vị là đọc là Nam Mô Đại Già Xoa, Đại Atula Vương đọc là Thát Xá, rồi Tứ Thiên Vương Phát Cô A Tô, rồi Đức Trời Đế Thích là Arhato, và vị Đại Phạm Thiên đọc là Samma Sambuddhassa. Thì trong câu này đó lại nói lên một cái sự tối tôn của một chúng sinh ở đời. Một chúng sinh đó là chính là Đức Phật, và là bậc tối tôn. Chúng ta thường thường chúng ta có ba cái thứ phước, và ba thứ phước gọi là phước vật, là sự sung túc về phương tiện, về vật chất. Phước đức đó là cái tình thương, cái sự tôn trọng, sự quý kính, sự quy ngưỡng.
và phước trí là trí tuệ sáng suốt. Thì ba cái hồng danh Phật này nói lên ba cái sự tối thắng. Phakavato là Đức Thế Tôn, là bậc tối thắng về phước đức. Ở trong thế gian này không có ai mà chư thiên nhân loại cùng hưởng kính như Đức Phật. Đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc tối thượng về phước đức. Arahato là bậc ứng cúng, là bậc tối thượng về phước Phật. Và không có ai mà được cái sự cúng dường như Đức Phật. Chư thiên và nhân loại cúng dường từ bình dân cho đến vua chúa. Và ngày hôm nay thưa quý vị, Đức Thế Tôn đã viên tịch hơn 2.500 năm rồi, nhưng mà sự cúng dường của chư thiên nhân loại lên Đức Phật, những cái cội bồ đề, tháp thờ xá lợi, kim thân Phật vân vân, là sự cúng dường vô cùng vô tận. Thật ra ở trong đời này Đức Thế Tôn là bậc ứng cúng, là bậc tối thượng phước Phật. Samma Sambuddhassa, cái chữ Samma có nghĩa là đúng, chân chánh. Sambuddhassa có hai cách, chữ Sam có nghĩa là hoàn toàn, và Buddhassa là giác ngộ, là bậc giác ngộ hoàn toàn. Nhưng mà chữ Sam á, cái tiếp tục ngữ Sam còn có cái ý nghĩa là tự thân và tự mình giác ngộ, không thể chỉ dạy. Thành ra Samma Sambuddhassa là tự mình giác ngộ một cách chân chánh, gọi là chánh biến triệt. Thì là bậc tối thượng về phước trí. Thành ra ở một vài nơi đó người ta có cái câu dịch mà trong cái lời nguyện của họ, họ dịch như vậy là Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato, đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc tối thượng phước đức, và xin cho con có đầy đủ phước đức. Arahato, bậc tối thượng phước Phật, xin cho con có đầy đủ phước Phật. Samma Sambuddhassa là bậc tối thượng về phước trí, xin cho con có đầy đủ phước trí. Dạ, đó có một vài nơi họ tụng cái nghĩa nguyện như vậy. Thì thưa quý vị, câu kinh này đó tương đối là dễ học, nhưng mà là rất là tốt để vỡ lòng. Quý vị nhớ trong tiếng Phạn như vậy là mình càng học thì nó càng dễ. Nó là như vậy, cách phát âm dễ lắm thưa quý vị. Nếu quý vị học phát âm mà đọc liên tục trong hai tiếng hồ, quý vị sẽ đọc được. Nhưng mà khi quý vị đã phát âm được rồi đó, như hôm nay quý vị đọc Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, đọc được, đọc rõ cái âm ngắn dài, thì những bài học tới quý vị sẽ học dễ hơn. Dạ, càng học thì càng dễ, mặc dù bài nó dài hơn. Dạ, nên chi đối với chúng ta thì bài kinh này rất là dễ. Thì một người Phật tử trung bình chúng ta nên học bài lễ Phật, học bài về Tam Quy, học về Ấn Đức Tam Bảo, học một bài về niệm tâm từ, học bài kinh hồi hướng chi thiên, hồi hướng bình thường, thì gọi là đủ vốn liếng để chúng ta có thể xài, có thể xài mỗi ngày, mỗi bữa. Thành ra ở tại các quốc gia Phật giáo thì có một số bài kinh, thí dụ ở Tích Lan, không có một người Phật tử Tích Lan nào không thuộc bài Từ Bi Kinh, bài Karaniya Metta và Metta Sutta, tức là kinh Từ Bi. Và ở những nơi khác thì người ta có những bài kinh khác. Dạ, nhưng mà căn bản là về bài kinh là Namo Tassa thì ở đâu cũng thuộc hết. Mặc dù người Thái Lan họ tụng hơi khác chút xíu, ví dụ người Thái Lan, người Việt Nam, Campuchia hay tụng là Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato chẳng hạn. Nhưng mà người Tây Lan họ tụng hơi khác chúng ta một chút. Họ tụng là Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Rồi Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Tùy theo cái văn hóa, giống như là giáo sư Trần Văn Khê có khi nói rằng cái dòng tụng kinh của người Việt Nam á, miền Bắc, miền Trung, miền Nam có khác nhau, nhưng miền Nam á, ảnh hưởng những câu hò, cái EA cuối cùng thì ảnh hưởng câu hò nhiều hơn. Do đó mỗi một xứ thì có ảnh hưởng khác nhau. Bây giờ thì chúng tôi muốn chia sẻ điểm thứ ba với quý vị trước khi qua cái phần
thảo luận của chư tăng đó, là ít có người Việt Nam nào biết được một cái sự việc lịch sử đó, là có một phần đất của người Việt Nam ngày nay ở miền Nam đó, phần đất đó đã từng là thuộc địa của Ấn Độ. Quý vị nghe ngạc nhiên lắm, chúng mình thường là bị đô hộ bởi Tàu rồi bởi Tây, chứ mình không nghe là bởi Nhật rồi chẳng hạn, nhưng mà không có nghe là người Việt Nam bị đô hộ Ấn Độ. Đúng như vậy, Việt Nam chưa bao giờ bị đô hộ với Ấn Độ, tại vì có một cái thời đó là ở miền Nam Việt Nam thuộc về đất của Campuchia, và đế quốc Khmer đó có thể là một cái đế quốc kéo dài cho hết tới miền Đông, gần tới Nha Trang Việt Nam, lên tới xứ Champa, xứ Champa chúng ta người Chàm. Thì thưa quý vị, đế quốc Chula đó là một đế quốc ở miền Nam Ấn, và từ miền Nam Ấn Kerala, và họ đã bành trướng cái cương thổ dọc theo miền biển, và họ rất giỏi về chiến thuyền, họ giỏi chiến thuyền, do đó họ chinh phục rất nhanh những xứ miền biển, để kéo dài theo lên tới vịnh West Bengal, tới Bangladesh, rồi tới Miến Điện, rồi tới bán đảo Malai, rồi tới miền Nam của Thái Lan, một phần Nam Thái Lan, rồi trọn cả đất nước Campuchia và ở Thủy Chợ Lạc. Thì bây giờ đó là cái đế quốc Chula đó, ở cái đoạn cuối của cái sự bành trướng thì gặp ngay người Campuchia, và người Campuchia tương đối là ảnh hưởng bởi người Ấn Độ nhiều nhất. Quý vị ở gần người Campuchia ảnh hưởng Ấn Độ rất là nhiều, và ảnh hưởng từ kiến trúc như là Đế Thiên Đế Đức, thưa quý vị, thật ra mang nhiều cái hơi hám của Ấn Độ lắm. Và người Biên, nếu mà ai ở gần biết nhiều người Ấn Độ, và con số người Biên Lai, tuy họ da họ đen nhưng mũi họ cao, cũng là hậu duệ của những người Ấn Độ còn lại. Và do vậy ở miền Nam lúc bây giờ nó có một nền văn minh, mà bây giờ thì chúng ta nghe cái tên nghe rất là kỳ, cũng ít có người biết, gọi là nền văn hóa Ốc Eo, văn minh Ốc Eo. Ốc Eo là tại vì họ đào được ở Ốc Eo á, có một số những cái di chỉ văn hóa, ở trong đó có tượng, có hình vân vân, thật ra họ hay dùng cái gọi là nền văn minh Ốc Eo, nhưng mà thật sự đó là nền văn minh sản sinh ra từ cái cuộc xâm lăng của đế quốc Chula của Ấn Độ. Thì bây giờ đó, khi mà nói đến đọc tiếng Phạn chuẩn á, thì người ngay cả chúng ta nói người Anh á, mà quý vị sang bên Anh Quốc, tiếng Anh mà của London đọc rất khác với Birmingham, mặc dù Birmingham không có sang London bao nhiêu, mà tiếng Anh của người Wales, của người Irish, của người Scotland thì nói khác nữa. Chúng ta nói 99 cents, nhưng mà một phần của người Wales họ đọc là 99 cents, hay là mình nói today, họ nói today, mình nói tomato, họ nói tomato, rất là bình thường. Rất là bình thường ở trong một xứ như đọc khác. Hay là ở Việt Nam chúng ta có người Quảng Nam ăn không ăn tắt đèn đi ngủ, thì thứ việc ngay cả trong một xứ âm khác, thì người Ấn Độ đó thì họ cũng có miền Bắc, miền Nam, miền Trung, và miền Bắc, miền Nam, Trung, và cái giọng của người Campuchia đó thì họ đọc ảnh hưởng bởi giọng miền Nam Ấn Độ rất là nhiều, giống miền Nam Ấn Độ. Ví dụ như là mình nói là Ye Chabutha Atita Ye Chabutha Anakata Pachupana Ye Putha Ahang Wanda Misapada, thì họ nói Ye Chabutha Atita Ye Chabutha Anakata Pachupana Ye Putha Ahang Wanda Misapada. Và mình nói Ahang Wanda Misapada, họ nói Ahang Wanda Misapada. Thì hồi nãy thì đoạn siêu phân ra một cái nhóm mà năm chữ, nó có cá khá gà gá ngá, thì ba cái âm đầu á nó gọi là akhosa, và hai âm đầu là cá khá là akhosa, ba âm sau là akhosa gá gá ngá. Thì ở trong cái nguyên âm chữ á mà nó đi với khô sát đó, nó là ear,
Dạ rồi ia, như là mình nói tát thá, nhưng mà ahang won ia mi sạp ia. Dạ, thì ở đây nó có cái đọc gọi là khẩu âm theo địa phương, ở phía địa phương miền Nam Ấn, hay là người mình nói là đúc khác, họ không nói đúc khác, họ nói là túc khác, túc khác. Thì cái mẫu từ của chúng ta đó là tá, tá, đá, đá, ná, rồi tá, đá, 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 ná. Nhưng mà trong cái mẫu âm, cái phụ âm của người miền Nam Ấn Độ á, thì nguyên cả trên á là tê hết, tá, 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 đá, ná. Chỉ có khô xá, khô xá. Nguyên ghế dưới là đá, 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 ná. Và thành ra mới có cái chữ gọi là túc khác, hay là đúc khác. Mình nói là quanh đa mí, họ nói là quanh chia mí. Dê cho bút cờ lia, giáo dê cho bút cờ lạ, chẳng hạn. Thì, hay là chúng ta có chữ Gautama, Gautama là Đức Phật Tổ Cô Đàm. Nhưng mà chữ Cô Đàm á, chúng ta lại âm lấy cái chữ của người miền Nam Ấn Độ. Họ không đọc là Gautama, họ cũng Gaudiya, Gaudiya, Cô Đàm, Gaudiya, Cô Đàm. Thì khi chúng ta âm là Cô Đàm á, cái âm T trở thành âm D đó, thì nó không gần với cái miền Trung Ấn nữa. Yeah. Mà cái âm là âm của chúng ta là Gautama, Đức Phật Gautama, thì họ âm Phật Tổ Cô Đàm chẳng hạn. Thì thứ vì trên phương diện ngôn ngữ á, nó có nhiều cái chồng chéo lắm. Cái phát âm của người Tích Lan á, là ảnh hưởng Trung Ấn. Thành ra ngày hôm nay một cái xứ mà phát âm còn lại mà gần với miền Trung Ấn á, đó là Tích Lan. À, lịch sử nó có nhiều chuyện kỳ quái lắm. Ví dụ như là người Việt Nam chúng ta đọc thơ đường á, chúng ta đọc rất là hay. Ngoài cái ngoài cái chữ nghĩa nó còn âm vọng nữa. Dạ. Chúng ta nói là bồ đào mỹ lạ quang bôi, dục ẩm thì bà mã thượng thôi. Thì nếu mà chúng ta đọc cái câu mà bồ đào mỹ tử dạ quang bôi, dục ẩm thì bà mã thượng thôi, mà chúng ta đọc cho người Xi'an, cho người Trường An họ nghe đó, họ nghe chúng ta đọc, họ biết chúng ta đọc chúng ta đọc bài thơ gì. Hay là thí dụ như Nhật Bộ Hư Quan Hà Sứ Thị Yên Ba Giang Thượng Sử Dân Sầu chẳng hạn. Nhưng mà cũng cái bài thơ Hoàng Hạc Lâu đó, mà nếu mà người ta đọc theo giọng Phúc Kiến, nếu người ta đọc theo giọng Tứ Xuyên, nếu họ đọc theo tiếng phổ thông, đọc theo giọng Thiên Tân hay giọng Bắc Kinh, thì nghe nó không hay nữa. Cái âm lệnh nó không hay nữa. Nó, thành ra nó có cái kỳ lạ là Việt Nam á, là cái xứ đọc thơ của Trung Quốc mà thơ đường á, nó lại gần với giọng âm của Trường An, lại hay hơn là chính cái người ở Thiên Tân, ở Phúc Kiến đọc. Tại họ đọc với cái âm khác, và trong âm khác họ đọc nó không còn giữ cái câu mà ví dụ như mình nói gì nhiều cái thơ đường đọc cái âm mà mình nghe có âm có phần á, thì chúng ta đọc nó là hay hơn họ. Thì Tích Lan á, cũng là một xíu rất là ngoại lệ tương tự như vậy. Người Tích Lan đọc tiếng Phạn đó thì gần với tiếng Phạn của vùng Trung Ấn. Ví dụ ngày Bút Thất Khô Xá, ngày đến từ vùng Trung Ấn, ngày đọc tiếng Phạn giống Tích Lan, gặp nhau họ đọc nghe rất là dễ hiểu. Nhưng mà người Miên họ đọc Pali, họ đọc theo cái giọng của người miền Nam Ấn, ngày nay như chúng ta nói Chennai hay là Madras hay là Kerala, tức là nằm ở miền Nam Ấn Độ. Thì miền Nam Ấn đó, hồi nãy chúng tôi nói cái đế quốc Chu La mở qua tới Campuchia, họ mang theo cả cái nền văn minh ảnh hưởng. Thành ra có một chuyện rất là thú vị là người Miên á nằm giữa Thái Lan và Việt Nam, nhưng cái khẩu âm của người Miên rất khác với khẩu âm của người Thái Lan Việt Nam. Trong khi Thái Lan và Việt Nam á, mặc dù nằm ở giữa mà có cái thái độ là Campuchia, nhưng mà về cái âm giọng, ví dụ như là mình gọi là bố mẹ họ nói là pho mẹ, mình gọi là bản làng bản họ nói bán, hay là nước họ nói nám, và mình nói là hủ tiếu họ nói củ tiếu chẳng hạn. Thì tại vì Thái Lan và Thái Trắng á, và người Việt Nam á, đều đến từ Trung Quốc, chúng ta có những ảnh hưởng từng một góc với nhau. Người Miên nằm ở giữa thì cách ăn uống và cái khẩu âm của họ nó khác, và đặc biệt giọng phản ứng cũng khác. Thành trên thế giới này đó, là quý vị đi Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Việt Nam đó, thì cái khẩu âm Miến Điện thì gần giống với Tây Tạng, Tây Tạng và Miến Điện giống nhau nhiều thứ. Nhưng mà đặc biệt là
cái khẩu âm của Campuchia tương đối là khác một số, không hoàn toàn. Tức là khi mà chúng ta khi mà chúng ta đọc Nam Mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa thì người biết học đó Nam Mô Tassa Phagavato chẳng hạn, thì cái Phagavato đó họ đó là tô hoặc tho, cái chữ tô của họ rất là khó, tại vì họ ảnh hưởng khẩu âm của miền Nam ấy. Thì chúng tôi thưa như vậy là không bao giờ mà chúng ta có thể tụng kinh gọi là chuẩn 100% như Tích Lan được, trừ khi chúng ta qua Tích Lan ở học đọc sử dụng Tích Lan thôi, còn ngoài ra thì như quý Phật tử đọc đọc tạm thôi, và đọc tạm chư tăng mà khi mà làm tăng sự mà cho xuất gia sĩ gia sĩ thì quan trọng nhất là đọc tam quy, và ở trong luật đọc tam quy phải trúng giọng, thành ra mình phải đọc giọng Bắc giọng Nam. Cái này cái khổ lắm quý vị đâu biết, là hồi xưa đọc ví dụ như mình nói là Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, rồi sau đó mình đọc đó là Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi và Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, rồi phải Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, phải đọc cả hai dòng theo yêu cầu như vậy. Nhưng mà nói chung là chúng ta đọc rất là tạm, tạm thôi. Virulaha, chúng ta gọi là Virulaha, thì người Thái họ đọc là Virulaha, Virulaha, họ đọc họ không đọc lái được. Cái âm mà Brahma, gọi là Brahma, như Việt Nam mình, chúng tôi lấy một cái ví dụ đó, là hồi chúng tôi mới nghe người Việt Nam nói, chúng tôi không biết nói cái gì. Họ nói, mời quý vị coi cái clip. Sau này chúng tôi biết là chữ clip của họ âm từ chữ clip, và chữ clip ra chữ clip. Là chúng ta không có cái âm lái, quý vị. Nên đôi khi mình học thì ở cái tương đối. Nhưng mà chúng tôi kể cho quý vị nghe thì kể về chứ chúng tôi không có muốn quý vị nhớ. Và tất cả cái gì mà quý vị nghe thì từ siêu nói và chúng tôi nói đừng nhớ. Chỉ nhớ cái câu hôm nay là Nam Mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Cái học của chúng ta ban đầu học càng đơn giản càng tốt. Và khi mà mình học quen một thời gian rồi đó, thì càng lúc càng thấy dễ mà học càng nhiều, thì mình sẽ tìm hiểu thêm. Tìm hiểu thêm. Thật ra thì cũng có nhiều điểm rất là thú vị lắm. Ví dụ như ở trong tiếng Phạn chúng ta chữ Nam Mô là đảnh lễ. Nhưng mà tại sao không có dịch là đảnh lễ mà người Tàu phẩm là Nam Mô? Tại vì chữ Nam là nước, Mô là đất, và giống như trong tiếng Thái chữ Nam là nước, thì Nam đất, đất nước, đất với nước cộng là năng lễ và sở lễ. Và năng lễ sở lễ, khi nào mà mình lễ bái cái gì, một mình có một cái sự kết hợp giữa cái lòng thành và cái đối tượng kính lễ đó, gọi là năng lễ sở lễ đó, thì đó là cái nơi thành tựu ra niềm tin. Thật ra họ dịch là họ âm là Nam Mô thay vì dịch là đảnh lễ. Thì chúng ta học từ từ, và chúng ta học từ từ một số những cái dụng ngữ, một số thuật ngữ quen thuộc rồi đó, quý vị lâu ngày quý vị sẽ thấy rằng Bali học tương đối dễ chứ không khó. Chúng tôi nói rằng ở trong các ngôn ngữ thì phát âm Bali là tương đối dễ. Dĩ nhiên là hôm nay quý vị nghe Sư Thầy Tuệ Siêu nói rằng mình phát âm răng, phát âm nóc giọng, phát âm thậm chí phát âm não. Nhưng mà khi mà học ngôn ngữ cố gắng mình bắt chước cái trực tiếp, học trực tiếp. Còn học mà mình xào nấu nhiều quá, mình đi sâu quá vào ngôn ngữ học đó. Chúng ta không phải là linguistic, chúng ta không phải là những nhà ngôn ngữ học để mà học chuyên về ngữ pháp hay là về cái phát âm gì đó. Nếu mà chúng ta đào sâu quá chúng ta mệt, giống như là lái xe mà bắt buộc phải biết về máy, giống như thợ sửa máy xe, thợ sửa máy thì chắc ít người lái xe được, hay là hát nhạc mà phải nắm vững về nhạc lý thì có lẽ là cũng không có mấy người hát nhạc được. Đồng ý là biết được rất là tốt. Chúng tôi không có phủ nhận là cái hiểu biết về nhạc lý hay hiểu biết về máy móc. Nếu quý vị lái xe đi đường trường mà mình có cái hiểu biết về máy móc như một thợ máy quá tốt rồi. Nhưng mà cũng có nghĩa là mình lái xe mình phải biết hoàn toàn như người thợ máy. Và do vậy chúng ta cũng nên có một chút thoải mái. Nói theo người là take it easy là đừng có làm cho gây khó khăn cho mình quá. Từ từ. Chúng tôi hiểu rằng như chúng tôi nói quý vị là
bắt đầu giáo trình nào thì chúng ta cũng có một số lấn cấn, một số khó khăn, nhưng một khi mình quen được có trớn rồi thì bình thường thôi, không có chuyện gì hết. Không biết là Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Pháp Tân có mặt trước máy, xin Thượng tọa Hoan Hỷ cho biết. Dạ, thưa Pháp Tân, Thượng tọa có thể chia sẻ với quý Phật tử một vài cái kinh nghiệm cá nhân Thượng tọa khi mà Thượng tọa học kinh Pali, ban đầu có khó khăn cho Thượng tọa không? Và làm cách nào mà thì tôi có thể thuộc được kinh nhiều, xin kính thưa tôi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, kính lãnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng trong rung. Quý vị có nghe không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì chắc có lẽ là kinh tụng thì Bali thì chư Tăng dường như là vị nào cũng phải biết. Rồi còn cái chuyện mà học văn phạm thì chuyện đó tính sao. Và Phật tử thì có những vị biết Bali, có những vị chưa biết Bali. Về cái cách đọc, về cái cách đọc Bali thì chúng ta thấy Thượng tọa Tuệ Siêu dạy khi nãy đó là về tám cái nguyên âm, chúng ta thấy bót lên đó. Rồi lần lượt là mấy cái buổi học sau chúng ta sẽ học phụ âm rồi ghép lại sau đó. Thì ở buổi ban đầu thì chúng tôi thấy rằng là nó cũng khó khăn cho mình. Sự thật ra thì cái học từ đó giờ mấy chục năm, cái đọc tụng kinh Bali mấy chục năm, hai mấy mấy ba chục năm mà. Thật ra thì cái ban đầu thì nó hơi khó khăn cho mình, nhưng mà rồi như là Thượng tọa Giác Đẳng nói khi nãy đó là ban đầu thì khó, nhưng mà rồi chúng ta đọc riết rồi là quen thôi. Nhìn vô mặt chữ, nhìn vô mặt chữ, rồi nhìn vô cái cách phát âm thì chúng ta nghe cái cách phát âm thì chúng ta sẽ phát âm được. Thì theo chúng tôi thì chúng tôi thấy cái việc học của mình giống như mình đọc kinh thì cũng phải đọc cho nhuần miệng thôi, đọc cho nhuần miệng. Rồi là mình phải căn bản là mình phải biết được những cái tám cái nguyên âm và 33 phụ âm đó. Khi chúng ta ghép dần vô thì chúng ta sẽ tương đối là cái cách phát âm thì các vị dạy Bali thì dạy hướng dẫn cho chúng ta rồi. Thì khi chúng ta học rồi là như trong một đoạn kinh thì quý vị thấy rằng là nó có nhiều cái một bài kinh thì nó có nhiều cái đoạn, nhiều đoạn dài, rồi nhiều cái đoạn dài nó ghép lại một thành một bài kinh. Giờ chúng tôi nói là một đoạn ngắn thôi, một đoạn của mình một đoạn ngắn. Thì trong cái cách của mình á, thì chúng tôi thấy rằng ví dụ như là mình đọc ý tí bí sô phá ra qua, thí dụ như vậy, thì mình lựa ngay chỗ trường âm á, mình cắt ngưng đó, ý tí bí sô phá ra qua, cứ như vậy hoài. Mình đọc tới đọc lui cho nó thuộc cái câu đó, rồi mình sẽ đọc cái câu kế tiếp. Nhớ là cắt thì cắt lựa ngay cho trường âm để mình ngưng ngay đó, chứ đừng có lựa ngay chỗ đoạn âm mà mình ngưng. Đoạn âm là khi nãy đó chúng ta nghe đó, là năm cái nguyên âm mà năm á ý ú, á á ý ú, ha. Đó là đoạn âm, ba cái nguyên âm đó. Trường âm á thì năm cái nguyên âm là a, rồi y, rồi u, e, rồi ô. Đó là những cái nguyên âm, đó là những cái nguyên âm trường âm. Thì khi chúng ta lựa cắt á, thì chúng ta cắt ngay chỗ cái trường âm á, để chúng ta đọc cho thuộc cái câu, cái đoạn nào mà chúng ta đem ra chúng ta học, thì chúng ta đọc thuộc cái đoạn đó.
Rồi ví dụ như là trong một đoạn kinh dài thì nó cũng tương đối dài thôi chứ không phải là dài lắm, thì chúng ta chia ra làm 5 đoạn, ví dụ vậy. Chúng ta thấy rằng chia sao cho 5 đoạn, thì 5 đoạn đó, đó là chúng ta sẽ đọc trường âm, đọc tới đó. Ví dụ như ý tí bí sô khóa cá qua, chúng ta sẽ ngưng, chúng ta học thuộc ý tí bí sô khóa cá qua trước đi. Rồi sau đó là khi thuộc cái đoạn đó là chúng ta sẽ học cái đoạn thứ hai, ý tí bí sô khóa cá qua. Bắt đầu chúng ta đọc là á rá hăng sam ma sam bút thô, ví dụ vậy. Thì chúng ta đọc là samma arahang samma sambuddho, arahang samma sambuddho. Đó, cái chữ O đó là trường âm, hoặc E cũng là trường âm, A cũng là trường âm, và U cũng là trường âm. Thì tùy, có khi thì người ta sẽ ngừng ở chỗ M có dấu nặng đó, hang á. Thì chúng ta sẽ đọc cái học thuộc cái đoạn thứ hai, rồi sau đó chúng ta sẽ học cái đoạn thứ ba. Rồi chúng ta thấy đoạn nó hơi dài thì chúng ta sẽ ráp lại đoạn thứ nhất, đoạn thứ hai và đoạn thứ ba, thuộc xong rồi chúng ta bỏ nó qua một, thì theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Rồi xong á là chúng ta sẽ học cái đoạn mới. Thì cái cách học như vậy chúng tôi nghĩ rằng nó mau mà thuộc. Còn nếu chúng ta đọc tràn gian đại hải thì cũng khó thuộc một vài kinh mà mình học nha. Đây, chúng ta lựa cái chỗ trường âm chúng ta ngưng A, Y hoặc là U, hoặc là M có dấu nặng ở dưới, hoặc là O hoặc là E á, thì chúng ta ngừng chỗ đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng tay chỗ đó là phải cần kéo dài, thì mình ngừng ngừng chỗ đó thì mình sẽ dễ dàng hơn là khi mà mình ráp lại. Thì mình học cứ là ví dụ như bao nhiêu đoạn ngắn ráp lại thành đoạn dài, rồi bao nhiêu đoạn dài ráp lại thành một bài, như vậy thì mình dễ dàng thuộc hơn. Thì đây là cái suy nghĩ của chúng tôi. Thì bản thân chúng tôi học kinh tụng là vậy đó, mình cố gắng cũng thể được thôi. Đọc cho nhuần miệng, rồi mắt mình nhìn cho nhớ cái mặt chữ, phát âm cho nó đúng, rồi tâm của mình thì nhớ cái đó, tâm mình nhớ cái chữ đó thì có lẽ là mình thuộc. Hồi xưa chúng tôi nhớ là năm 90, 92, 92, 93 đó, có dịp đi xuống với Trà Vinh mà thấy các sư Khmer mà học kinh Bali đó. Mặc dù ở ngoài tăng xá rồi ngoài giảng đường rồi đó, có đèn điện nhưng mà các vị không có học. Các vị đó cầm một cái mấy cây nhang đi ra ở ngoài cái mé rừng, ở ngoài bóng tối mà. Thì khi quý vị học như vậy là bóp 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 vậy đó, thì quý vị đọc qua cái chỗ nào quý vị quên á, quý vị thổi cây nhang nó sáng lên, thì cái con mắt của mình nó tập trung vô đó đó, mình nhớ, nó học nó cũng dễ thuộc. Mà quý vị sư Khmer thì học hồi xưa học kinh tụng nhiều lắm, bây giờ thì chắc có lẽ là bị giảm bớt rồi, học kinh tụng Bali. Thì theo lời yêu cầu của thượng tọa thì con xin có cái vài cái ý chia sẻ theo cái suy nghĩ của con, kinh nghiệm của con học kinh tụng là như vậy. Kính thỉnh thượng tọa trở lại. Sa thủ kính trình thượng tọa Pháp Tân. Có lẽ thượng tọa Pháp Tân và chư tăng cũng cố gắng nhất định ở trong mấy ngày thứ hai đó. Nếu biết ngài có thể giúp được, là sau khi thượng tọa thầy siêu giảng xong thì quý vị có thể giúp để đọc cho quý Phật tử một số đọc các cái bài kinh cho quý vị quen và có ôm lại. Thưa tòa tư quyền ấy, xin thỉnh thưa tòa tư quyền khoan hỷ có vài lời chia sẻ với quý Phật tử. Là bây giờ tôi học ở trong chùa lâu rồi, hồi nhỏ tới lấy trong chùa tụng kinh, nhưng mà mỗi lần tụng kinh Bali thường tòa có cảm nhận gì, cảm nhận có thích tụng không, có hoan hỷ không? Xin kính thỉnh thưa tòa tư quyền. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sàng Khai, với con kính lễ đến chư tăng, kính chào quý trường lời của chư Phật tử. Và kính bạch thượng tọa, thì nếu mà đọc kinh Bali thì bên đó điều này nó rất là con nó thích nó vô cùng thích luôn. Mà hỏi rằng tại sao con tụng kinh Bali? Bởi vì con được may mắn là con được từ nhỏ, cho nên vì vậy là tụng từ 4 giờ tới 6 giờ sáng, cho nên
con với sư Bất Nhiên có nghĩa là hầu như tới 2/3 kinh thuộc thì vẫn nghe. Sau này bắt đầu lớn lên học kinh, và con cũng có nói, chỉ dạy một cách học Bali này cũng không dưới 30 lần. Thì cuối cùng con thấy có một cái kinh nghiệm mà con rút ra, và điều đó con mới dạy Phật tử ngày hôm qua và đã được thành tựu nhiều lần như vậy. Mới hôm qua con dạy trong gần 4 buổi, không tới 4 buổi nên ta đọc được cái chữ như chữ trường âm. Thí dụ như chúng ta vậy, bây giờ chữ đoạn âm tức là hai nguyên âm gặp nhau, không có, hai phụ âm gặp nhau, không có, có trường âm, hay không có nguyên âm, thì chúng ta phải đọc từ đoạn âm. Thí dụ như là cái phần đầu là hồi nãy sư phụ thì sư cái phần đầu đó cá khát gác khát ngát, thì phần đó nếu mà vào đoạn âm hai cái chữ a cộng với hai cái chữ k này, thì là con đặt cho họ là dừng ác, dừng và tiếp tục dừng thứ hai là dùng át át rồi after, rồi dòng ba dòng bốn là up, thì up thì là ví dụ như up thì là tích là úc. Còn bạch thượng tọa là nếu chỉ vô đó Phật tử rất dễ. Chứ bây giờ nếu như sư phụ thầy siêu mà mút thách chá đanh thách chá âm họng âm lưỡi âm môi âm răng đanh thách chá đồ rất là căng. Mà như nãy cô nói nghe tọa nói con rất là chịu chỗ, tức là bây giờ thì nói như vậy, thì bây giờ mình không có theo nhạc lý nữa, làm sao cố gắng hát được rồi, đọc là được rồi. Mà con bảo đảm là chuẩn xác căn bản. Dạ. Yeah. Như hồi nãy cũng có mấy cô Phật tử họ hỏi con, thì con cũng chỉ, con cũng mới nói cho họ nghe. Dạ. Yeah. Rất là dễ. Nhưng điều mà đó chính là cái chỗ khi trình bày lên đó, là chứ còn ví dụ như sư phụ thì siêu bắt đầu phải bây giờ cái đại giọng này đọc nghe, đây là cái giọng đanh tá trá nè, tức là giọng răng này, giọng môi này, giọng họng nè, là con bảo đảm bạch thượng tọa nó rất là khó. Còn nếu như mà đọc một cách chuẩn xác, tức là các ca cái của cái cô khác ca cái của cô khác ra, rồi bắt đầu ắt tất cả là rơi vào đoạn âm nó nhiều, thì là ắt ít, thì nếu mà út nếu mà á ý út thì là ắt, mà ít mà ú thì út, con bảo đảm đúc khác. Nó phải vào qua cái dừng ắt đó thôi. Và chính đây thì chính là con thâm nghiệm cái điều này. Chứ còn con không âm ra cho Phật tử, con không âm ra giống tiếng Việt. Còn cái chữ như hồi nãy như sư phụ thì sư nói cái chữ mà chữ chờ đó, chữ chờ chứ cái chữ chát nhát. Chúng ta phân âm theo hai cái miền Bắc và cái miền Nam của mình. Miền Bắc ấy, tức là chữ chá, anh chị, cái chữ chợ, cái chữ chá nhẹ, chá, rồi chá, nhá theo tiếng Nam. Rất là dễ. Khi con suy nghĩ ra được như vậy, con phát hiện ra như vậy, và cái âm, cái âm đó, nó vào. Thì đó chính là ý của con thôi. Đó là cũng như là, mà con thấy rằng là khi mà đọc ra thì nó không sai. À, khi mà Phật tử hay hoặc các vị các sư đệ tử đọc thì không có sai cái gì với người khác, thì con nghĩ là giặt quả lại nữa, con cũng đã học cái Bali một cách căn bản chứ không phải là con học qua hoài. Con khẳng định cái này có sư phụ thầy siêu, thầy siêu xác nhận con sư phụ thầy siêu, con với sư Phật Nhiên được dạy Bali mà đây cả dịch luôn, có thể dịch được. Cho nên điều này khi mà con dạy học, con cũng khẳng định với cho Phật tử cái điều đó, là sư là người đã được dạy học đàng hoàng, học có thể hiểu biết được cái nghĩa của cái từ mà mình đọc, chứ không phải là mình đọc tầm mày. Thì đây chính, và kính thưa quý vị, khi mà chúng ta quý vị học được một bài kinh Bali sẽ hoan hỷ vô cùng, quý vị hoan hỷ vô cùng. Bây giờ đừng có nghe nữa mà chúng ta tự động chúng ta học một bài kinh, thí dụ như Itibiso Phakawa Arahant Samma Sambuddho Vichacharan Sammano, khi quý vị học xong quý vị tự thuộc thì quý vị sẽ thấy được rất là mừng. Và đây chính là cái tâm sự và cái nỗi niềm mà Phật tử họ đọc được xong họ mừng như vậy đó. Và chính con cũng vậy, khi nào cũng vậy, là con khi con đọc tính tiếng Bali là con rất là mừng. Nó có như là nó vô máu vô thịt mình là từ hồi 10 tuổi cho tới bây giờ, cũng là rất là xa thuốc mình được, coi như là đường tương trao tẩu dưa leo, nó lâu quá thì chắc chắn nó sẽ thấm được nhiều. Và thì đây chính là con kính con phải ý như vậy.
thì kính mong được tòa có thể tiếp tục chương trình và truyền trao cho Phật tử trong tương lai. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú cái chân từ thập thiện quyền. Thật ra quý vị nghe trường hợp được xin tập thiện quyền nói thì quý vị có thể yên tâm một điều không? Chúng ta có thể học được ở đây, và trong trường hợp trường hợp thiện siêu có bệnh thì chỉ cần có thể được khuyết được. Thật ra thì môn học này cũng không phải là một môn học mà nó đưa chúng ta vào chỗ bế tắc, và không có trường hợp thiện siêu thì chúng ta không có được khuyết được. Bây giờ thì đã hết giờ rồi, xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Luân Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trên chư vị giảng sư đã vào rung để chia sẻ đảnh lễ với ngài. Xin chào tổng quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý cử nhiệm ớp sư ngôn viên đã trợ cho các phần hành trong lúc học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thanh tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy. Quỳnh kính cảm ơn quý vị đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền tiền quá ban con phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp thân thường hiền nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh, nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúc quả vì nhân sở tu sa phang su mang ca lang ca khan sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta lang o tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa tha ma lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta lang o tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa Sapadevata sapasangha lupavena sotiloniron Sarang viên công đức đã làm. Yeah.
chiên lành giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên thành chánh giác.